Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục vẫn là đống Azay. Video trước em có quay thì hôm nay là video này sẽ nói về cái chủ đề là Azay trên thị trường đang có ba phân khúc chính, mà các bác nên xem video này để hiểu biết thêm về những công nghệ hiện tại đang có trên thị trường âm thanh sự kiện. Chứ không nhiều các bác, em nói thật các bác, nói thành ra là cà khịa các bác. Em nói thật, nhiều các bác không biết thế nào mà gọi là hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Âm thanh chuyên nghiệp bây giờ nó có 3 định mức chính của phiên bản Azay. 3 định mức chính, tức là 3 phân khúc chính thức nha. Không phải là dây đơn hay dây đôi hay là dây bát trung tem như nào, mà đó là dây nghiền công suất là 1 này. Tức là một chiếc Azay nó còn nghiền luôn cả một cái bo công suất đằng sau, gọi là một cái amplifier tích hợp luôn trong cái loa đó. Các bác chỉ cần cắm dây nguồn, cắm tín hiệu, xong rồi kết nối DSP với máy tính, điều khiển cho máy tính, thế là xong là kêu. Xong rồi kết hợp một dàn như này. Đấy. Phân khúc thứ hai ấy là các bác sử dụng đánh theo kiểu là passive. Passive tức là các bác chỉ cần một cái loa này nhá, các bác dùng một kênh của con đẩy đánh được một chiếc loa này, nguyên cả dàn này cũng thế. Ví dụ như là dây này 16 ohm thì các bác là đánh một vế của một con đẩy được tối đa là 4 tay thì nó về có 4 ohm, 8 tay nó về 2 ohm, ví dụ đẩy nào khỏe. Đấy. Hoặc là dây đơn thì ví dụ dây đơn đi thì các bác là một cục đẩy các bác chỉ đánh được có 2 chiếc dây, hoặc tối đa là 4 chiếc dây. 4 chiếc dây nó về có 2 ohm, 4 chiếc dây nó về 2 ohm. Còn 2 chiếc dây thì nó về là 4 ohm. Là ví dụ dây đơn. Đấy. Còn cái phân khúc cuối cùng là phân khúc thứ ba. Đó là dây không có phân tần. Các bác phải đánh theo kiểu là pick arm. Tức là cộng 1-1 là bass, cộng 2-2 tép. Ví dụ thế, có nhiều trường hợp thì loa nó sẽ yêu cầu hệ thống dây rắc kết nối, hoặc là hệ thống đấu dây theo loa bass, nó đánh theo kiểu riêng. Thì như mẫu này thì em đã được tìm hiểu thì giống như thiết kế của dòng Nexo RS18. Tức là loa trái một kênh đẩy, loa phải một kênh đẩy, loa tép giữa một kênh đẩy. Thì ví dụ các bác đánh theo kiểu đó thì các bác có thể delay loa trái hoặc delay loa phải để cho âm thanh nó dồn về một hướng. Ví dụ loa nó đánh thẳng này, ví dụ loa kia nhá, đánh thẳng ra đây. Nhưng mà các bác lại delay bên loa trái thì nó có thể là đánh lệch sang phải hoặc lệch sang trái, tùy khả năng điều khiển của các bác. Tức là dồn cái tiếng bát nó lệch sang một vế. Hay cái điểm này thì nhiều các bác cũng chưa chắc đã tìm hiểu ra đâu. Những cái này thì thôi em đấu theo kiểu là hiện tại giờ đấu theo kiểu là đánh pick arm. Pick arm cấp, pick arm thì lại có mấy kiểu cơ. Đó là pick arm cấp 1, pick arm cấp 2. Pick arm cấp 1 thì như bình thường ở đây. Đấy. Là các bác chỉ còn RF và HF thôi. Nhưng còn cái kiểu pick arm cấp 2 thì là loa bát trái, loa bát phải có thể đánh riêng delay cho bát trái hoặc bát phải để đánh nó dồn sang trái hoặc dồn sang phải. Đấy. Nhiều các bác cũng em nói thật chưa chắc nó biết được cái này. Có khi là làm sự kiện còn chưa chắc nó biết được đến cái mức độ cấp cao như thế này. Thì đây, trên đây thì vẫn là đống dây. Video trước em có quay review thì bây giờ nắp hết vào rồi, đang chuẩn bị test thì bỗng dưng Hưng Yên một ngày nắng và gió nó bỗng dưng lại mất điện nữa thì hết cả hồn luôn. Tầm này đang mất điện thì tranh thủ quay một tí thôi. Nếu còn có điện thì em đã bắt đầu lại sơn lại nốt mấy cái lưới này nữa. Vừa nắp xong đống bát này hơi mất thời gian một tí. Đấy. Thì đây các bác nhá, nhiều các bác cũng không biết thì em cũng chia sẻ đến thế thôi, nhưng còn nhiều các bác thì trình độ chuyên môn có khi lại cao siêu hơn em rất nhiều, nên là nói chung là làm cái gì nó cũng phải có học hỏi. Không phải là nay học là mai hiểu, nay học mai hiểu đâu, mà có khi là nay học đến tận sáng năm mới hiểu được cơ, bởi vì nó không có đồ thực tế. Nhưng bên em thì cố gắng là vừa học vừa tìm tòi, vừa sắm đồ về để tìm hiểu công nghệ, nên là cập nhật những cái gì nó mới. Đấy. Ví dụ nha, dây này nha các bác là kết hợp ví dụ dây bây giờ là 16 ohm thì các bác một kênh con đẩy. Ví dụ đẩy các bác tải được minimum là 2 ohm thì là một kênh con đẩy nó đánh được 8 cái loa, ví dụ này, 8 cái loa. 8 cái loa dây này, dây 16 ohm. 16 chia 8 thì nó bằng 2. Đấy là các bác oánh hết cỡ thì được 2 ohm. Còn các bác đánh theo kiểu bền đẩy thì các bác đánh 16 ohm một chiếc, chỉ cần 4 tay thôi nó về qua 4 ohm. Còn các bác bảo là đẩy của anh yếu, các bác chỉ cần một kênh thôi, các bác đánh một đôi thì là nó có 8 ohm, nên là các bác đánh rất là bền. Đấy. Lưu ý nha, dây hiện tại bây giờ em đang nắp cấu hình đây là đánh theo kiểu là không phải là đánh theo kiểu là passive đâu, đang đánh theo kiểu là pick arm. Tức là các bác đấu cộng 1-1 là loa bát kêu, cộng 2-2 là loa kép kêu. Đấy.
Chứ nhiều các bác về đấu là toàn thích bát kêu bảo em ơi thích tép nó kêu kiểu gì, hay là chú gửi cho anh loa cháy hết tép rồi. Ôi, nhiều các bác vui tính thế. Hôm trước gửi cho em, gửi cho bác khách ở trong miền Trung, gọi là giữa miền Trung không nói tỉnh nào đâu. Đấy thì bác về bác cũng bảo là thợ cái này anh biết đấu rồi, ừ yên tâm chú không phải hướng dẫn đâu, anh biết đấu rồi, gửi vào cho các bác hai đôi. Sau đó các bác đấu có mỗi cái cộng 1-1 thôi, cộng 2-2 không đấu, đấu vào mỗi cái bát kêu. Đấy xong là bảo ôi em ơi loa sao nỗi hay sao cháy hết tép rồi hay sao ấy. Bảo thì anh đấu kiểu gì, anh đấu như đúng chú giới thiệu ấy. Ai các bác xem qua thôi, thấy em cắm một cái dây nó to đùng vào sau cái loa này. Đấy, dây là dây 4 pin cộng 1-1 cộng 2-2 thì nó kêu mỗi bát thôi, các bác đấu cộng 1-1 thôi thì có mỗi bát nó kêu thôi. Đấy, thế này em bảo là anh ơi em phải đánh chiêu quay cơ. Ủa lại chiêu quay à, ô thế chú lại chơi xỏ anh à, thì nhiều các bác vui tính kinh người thì được. Thì đã báo trước là loa này chiêu quay tiếng nó sẽ hay hơn, còn các bác mà đánh theo kiểu thích chơi theo kiểu là passive thì em sẽ nghiên cứu làm phân tần cho các bác. Đấy bây giờ báo giá luôn lại lần cuối nhá, trong video này hôm nay là giải thích cho các bác là loa không phân tần nó như nào, loa có phân tần như nào, nó đánh định hướng nào, rồi nó chiêu quay trước các kiểu em nói rõ rồi. Bây giờ thì em báo luôn là nếu như các bác lấy có ba cặp này, tức là 6 chiếc này, các bác lấy cả đi là 40 triệu là chưa có phân tần, 43 triệu là làm cho các bác là cả phân tần, thì các bác về là chỉ cần đấu vào là kêu, không phải chiêu quay chiêu quyết gì hết. Đấy các bác về chỉ cần một kênh của con đẩy em Monte Block này là các bác đánh được 3 chiếc, bởi vì 16 chia 3 và thì nó bằng 5.3 ôm hay 5.8 ôm thì hôm trước em có tính qua rồi, thì tức là nó vẫn rất là nhẹ tải, nó vẫn co chưa được bằng một con xúc ép. Nhưng mà đường HF thì nó hay bằng có 2.7. Nhưng mà HF thì qua tụ không phải sợ nữa. Nói chung là đấu cho các bác là các bác về nếu như các bác mà đánh theo kiểu là passive tức là qua phân tần ý, thì một kênh của một con đẩy tầm 1200W là 8 ohm, các bác vẫn có thể đánh được 3 chiếc hoặc 4 chiếc dài như này, đánh 2 chiếc quá thoải mái. Nó nói thật, đánh 2 chiếc rất là man máy luôn. Đấy. Nó ngang ngang với cái loa full 40 thôi. Ok, thì video chia sẻ đến đây là kết thúc nhá. Đấy. Thì các bác nào có quan tâm đến mẫu Naiazai thì liên hệ trực tiếp với em. Tiếp theo nữa là một video test thử chất âm, em sẽ đánh theo kiểu là passive, đánh kiểu pick up, chứ còn passive thì làm phân tần, các bác nào đạt thì em làm phân tần cơ. Đấy. Thì nói chung là làm phân tần cũng cố gắng được cái tiếng tốt nhất cho các bác, được chưa? Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.